Xin chào buổi tối đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực Phú Nhuận, giao giữa đường Đặng Văn Ngữ và Lê Văn Sĩ. Thẳng hướng camera đó chính là con đường Lê Văn Sĩ đi về Lăng Cha Cả, và bên cánh trái là con đường Đặng Văn Ngữ đi ra bờ kênh Nhiêu Lộc, khu vực đường Trường Sa, Hoàng Sa đó ha. Và phía bên cánh phải chúng ta đó là con đường Đặng Văn Ngữ đi ra Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực con Phú Nhuận luôn. Và thì hôm nay thì em trên đường đi làm về, và đi em có việc ở trong khu vực các trường học ở đường Lê Văn Sĩ, Đặng Văn Ngữ này. Rồi xong việc thì sẵn đây em sẽ cập nhật một số hình ảnh ở các nhà thờ trong mùa Noel này để gửi anh chị và các bạn. Khi mà chúng ta vì lý do gì đó chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay mình cùng cập nhật không khí Noel ở Sài Gòn như thế nào ha. Và đây là con đường Lê Văn Sĩ cũng như là Trương Minh Giảng ngày xưa, mà đi thẳng này đến cầu Trương Minh Giảng, và ngay giao lộ này sẽ có một cái nhà thờ cũng rất là nổi tiếng, thờ Đa Minh Ba Chuông, gọi là nhà thờ Ba Chuông đó. Nhà thờ rất là đẹp, trang hoàng rất là lộng lẫy, rực rỡ ở khu vực Phú Nhuận này. Rồi mời anh chị và các bạn chúng ta cùng rẽ bước qua bên trong nhà thờ để mình xem lại hình ảnh của nhà thờ ngày hôm nay như thế nào ha, trong cái mùa Noel 2020 này. Vì dịch bệnh nên có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng không có dịp về Việt Nam, hoặc là các anh chị ở các tỉnh khác. Khi mà nghe nói đến nhà thờ Ba Chuông thì chúng ta cũng biết được cái không khí Noel ở đây như thế nào ha. Bây giờ trời đèn đỏ, xe cổ rất là nhiều. Vì giờ này là giờ tan sở đó nên mật độ xe cộ lưu thông rất là đông. Rồi chúng ta qua đường nha. Mình nhìn xa xa là thấy nhà thờ trang trí rất là đẹp rồi, rất là hoành tráng đó. Rất là lộng lẫy, rất là rực rỡ. Và những hình ảnh của những cây thông đủ sắc màu, màu xanh, màu trắng, cộng thêm những cái ánh đèn dạ trên tường của tháp chuông, nhìn thấy rất là đẹp ha. Có những nhà thờ thì rất là đông giáo dân, rồi việc trang trí cũng rất là rực rỡ. Thì cũng có những nhà thờ thì cũng bình thường thôi, tại vì mùa Covid này thì có những nhà thờ cũng cắt có lẽ kinh tế khó khăn nên thành ra cũng ít có trang điểm trang trí nhiều hơn. Và chúng ta đi bên cánh trái, cánh phải nè. Này nó cây thông. Giờ này cũng gần 7 giờ tối rồi nên thánh đường cũng nghỉ rồi, làm lễ xong hết rồi. Nên thành ra chúng ta dạo bước cùng cập nhật, cùng nhìn ngắm hình ảnh của nhà thờ ngày hôm nay. Đã bao lâu rồi anh chị chưa có dịp đi lại nhà thờ Ba Chuông này, thì hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại thông qua màn ảnh nhỏ này ha. Giờ này thì cũng hết giờ làm lễ rồi. Rồi chúng ta đi qua khu vực bên hông nhà thờ. Phía sau đây cũng còn một cái phần nhỏ nhỏ. Nhân đây thì cũng xin cầu sự bình an, cầu phước lành đến với toàn thể anh chị và các bạn.
Rồi chúng ta đi qua bên khu vực cánh trái, cánh trái của nhà thờ nè. Để khi đi vào từ bên từ cổng chính. Giáo xứ Đa Minh, Thánh Đa Minh, đêm hồng ân vào ngày 22 tháng 12 năm 2020 lúc 19 giờ có chương trình ca nhạc của các ca sĩ Hà Thanh Xuân, rồi Nguyễn Hồng Ân, rồi Thanh Phương, Anh Thiên, có rất là nhiều ca sĩ ha trong cái vĩ Hồng Ân này. Và bên cánh trái nè, bên thấy thì mình được xem hang đá nha. Những con lạc đà. Và mùa đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Khi mà đi đến những cái nơi như thế này thì chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, thấy thanh thản hơn. Đây có tượng Chúa nữa đây. Cầu cho anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành và hạnh phúc và được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Và khu vực này là trung tâm mục vụ. Tuy không chúng ta nhìn thấy không rực rỡ bằng dòng Chúa Cứu Thế, không rực rỡ bằng nhà thờ bằng dòng Chúa Cứu Thế, nhưng mà mình cũng nhìn thấy được cái những hình ảnh của giáo dân, thấy rất là ấm cúng ha. Đây tượng thánh Martino nãy giờ mới thấy. Sẵn đây thì em cũng xin cầu nguyện đến tất cả anh chị và các bạn, mong mọi sự bình an đến anh chị và các bạn và bản thân và gia đình.
Rồi và chúng ta sẽ tiếp tục đi một vòng ở con đường Lê Văn Sĩ này ha, tạm biệt nhà thờ Bà Chuông. Chúng ta tiếp tục đi ngang nhà thờ Vườn Xoài xem qua đó như thế nào ha. Ngày tối coi ở đó lên đèn có rực rỡ như ở đây không. Rồi chúng ta nhìn lại lần nữa ha. Một số hình ảnh ở nhà thờ Bà Chuông gửi anh chị và các bạn. Hy vọng trong những cái video clip ngắn ngủi này cũng sẽ mang Sài Gòn, mang không khí Noel đến gần hơn với anh chị và các bạn. Bây giờ 14 tây rồi, còn khoảng 10 ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu học mùa Noel và đón chào một năm mới đầy hy vọng. Mong cho cái đại dịch này nó sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Rồi và chúng ta tiếp tục mình sẽ dạo quanh một hình ảnh của một con đường, đó là đường Lê Văn Sĩ. Đường Lê Văn Sĩ này nối liền từ cầu Lê Văn Sĩ cho đến lăng Cha Cả, và theo hướng camera chúng ta sẽ đi về cầu Lê Văn Sĩ, và ngay đó có chợ, một ngôi chợ cũng rất là quen thuộc với anh chị, đó là chợ Nguyễn Văn Trỗi, và ngày xưa đó cũng là chợ Lê Văn Sĩ hay là chợ Trương Minh Giảng. Trương Minh Giảng nói liền Trương Minh Ký. Và ở con đường này thì có mấy nhà thờ, chúng ta vừa đi qua nhà thờ Bà Chuông, và bây giờ mình sẽ đi ngang qua ngôi nhà thờ nữa, đó là nhà thờ Vườn Xoài. Trên con đường Lê Văn Sĩ này thì có rất là nhiều cái nhãn hiệu thời trang, rất là nhiều shop thời trang. Vào những mùa này thì hầu hết các shop quần áo đều đua nhau giảm giá để kích cầu cho một cái mùa mua sắm, một cái mùa Tết. Hầu hết thì các shop quần áo, các cửa hàng bán quần áo thì họ sống nhờ những mùa Tết như thế này, những dịp cuối năm. Còn mấy tháng kia thì nói chung bán le rai thôi. Tại chúng ta đến đây là giao lộ Quỳnh Văn Bánh với lại Lê Văn Sĩ. Nó có những hình ảnh con đường Lê Văn Sĩ này chắc là anh chị và các bạn cũng rất là quen thuộc. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại đi một cái khung cảnh khác. Đường Lê Văn Sĩ về đêm để mình nhìn thấy nhịp nhộn nhịp, cảnh mua bán, đi ngang qua những cái shop để mình thấy Sài Gòn nó gần hơn. Nếu mà trong quá trình anh chị ở hải ngoại thì đang trong quá trình cách ly, trình giới nghiêm, thì chúng ta mở YouTube lên, mở 15 TV, mở Sài Gòn, mình sẽ thấy được những hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay. Nói chung giờ này Sài Gòn cũng có rất nhiều sự kiện nổi bật, như vừa qua thì có sự kiện của anh Chí Tài, nghệ sĩ rất là nổi tiếng, vừa qua đời, để lại muôn vàn yêu thương, muôn vàn tiếc nuối của anh chị. Để lại muôn vàn sự tiếc nuối của khán giả trong và ngoài nước. Kèm theo đó thì có rất là nhiều cái sự lùm xùm xảy ra bởi những cái clip câu view của các YouTuber. Nói chung
những thông tin nó mình rõ thì mình nói ha, không rõ thì thôi. Có người nhận định này nhận định nọ rồi xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Chúng ta đi tới tí nữa thì sẽ có hình ảnh của nhà thờ cây xoài, vườn xoài. em lộn cây xoài hoài. Ở tới đây lại nhớ anh Chí. Rồi có mấy clip em nói nhầm tên nhà thờ, vườn xoài, cây xoài. Con đường này vào buổi chiều rất là đông, rất là kẹt xe, chịu không nổi luôn á. Đi vào giờ cao điểm như tầm 5 giờ mấy, 6 giờ là chúng ta thấy ngợp luôn à. Ai mà gấp bận việc gì đó mà đi đường này vào những giờ này là coi như là bận cũng như không bận. Từ từ mà đi. Mấy nay Sài Gòn ngày nào cũng mưa, như trưa nay cũng có trận mưa, hôm qua cũng mưa buổi trưa, hôm nay cũng mưa buổi trưa luôn. Đó, bên cạnh phải đó là nhà vườn xoài nè, nhưng mà nhà thờ giờ này nhà thờ cũng đóng cửa rồi, chúng ta chỉ nhìn bên ngoài đó, nhìn bề ngoài của nhà thờ đó. Một hình ảnh cũng rất là quen thuộc của anh chị và các bạn ở ngày xưa có ở khu vực Phú Nhuận, Lê Văn Sĩ này ha. Nhà thờ cũng trang trí đơn giản thôi, những hình ảnh của đèn ngôi sao, đèn led. Bên trong thì có một cái hang đá nhỏ nhỏ, hình ảnh của Chúa sinh ra đời. Bên cạnh một con suối, ở đây có những đàn tù. Rồi, chúng ta tiếp tục và video clip ngày hôm nay chắc mình sẽ kết thúc ở cuối đường Lê Văn Sĩ này. Đây là cái hẻm bên hông, cái hẻm 413 Lê Văn Sĩ, bên hông nhà thờ ở vườn xoài nè. Và mình sẽ đi tiếp tục một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay ở cuối đường ha, ở cầu Lê Văn Sĩ. Hẹn gặp lại trong các video lần sau về những nhà thờ, những nơi rực rỡ hơn nữa. Hôm nay chắc ở quận 8, sớm đầu quận 8 là chắc đông, vì khoảng 10 ngày nữa thôi, khoảng cuối tuần này, là chắc bên đó là đông nghẹt. Hồi đó chắc cuối tuần này thì cũng những cái hạng mục, những cái hạng mục trang trí đèn led thì cũng chắc cũng xong. Khi mà hoàn thiện thì em sẽ dạo quanh lần nữa để gửi anh chị và các bạn ha. Tiếp tục những cái chuỗi series video clip cập nhật Noel ở các nhà thờ. Nói chung ngày lễ Noel thì không có nằm trong danh sách ngày lễ của Việt Nam, nhưng mà đây là cũng là cái ngày lễ của các giáo dân, của những người có đạo Công giáo. Thì chúng ta mặc dù bên Lâm không có đạo nhưng mà mình cũng cảm thấy vui và nôn nao khi mà thấy được những ngày Noel này là chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới nữa rồi. Xong sự kiện Noel rồi thì đến Tết Tây xong rồi chuẩn bị tới Tết Ta. Thời gian cho qua thật lẹ. Thêm một tuổi mới nữa, thêm một tuổi già,
thêm một tuổi đời nữa cho kênh Vinh Lâm TV. Và thêm một năm nữa chúng ta lại có dịp gắn kết cùng nhau, đi qua biết bao nhiêu chặng đường, biết bao nhiêu con đường, biết bao nhiêu ngõ hẻm và biết bao nhiêu những lời hay ý đẹp của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nói chung kênh Vinh Lâm TV cũng rất là may mắn khi mà tiếp nhận những cái comment của anh chị, có khen, có chê, có góp ý. Nói chung cuộc sống mà có này có kia, như vậy mới vui ha. Nếu mà mình thấy anh chị thấy em cần thay đổi gì thì cho em cái comment thì em sẽ thay đổi. Và rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đến đây là khu vực chợ Nguyễn Văn Chỗi, cũng là chợ Lê Văn Sĩ ngày xưa. Và ở đây có một cái khu xóm, một dãy nhà xưa. Ở đây nhìn thấy không rõ do buổi tối. Đây buổi tối tới đoạn này thì có rất là nhiều quán nhậu. Hồi nãy là khu vực phố thời trang, còn bây giờ là quán nhậu nè. Đối diện với quán nhậu đó là trường Vạn Hạnh ngày xưa, và ngày nay là Đại học Sư phạm. Đây là cầu Lê Văn Sĩ, ngày nay thì được làm mở rộng ra rồi. Và video clip đến đây sắp xin được khép lại. Một số hình ảnh ở nhà thờ Vườn Xoài và nhà thờ Ba Chuông gửi bà con cô bác. Hy vọng vì lý do gì đó chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn trong mùa Noel này, thì hy vọng Vinh Lâm TV sẽ gửi Sài Gòn đến gần hơn với cô chú bác anh chị và các bạn. Một lần nữa xin chúc anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc.